Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ phi hành phi tỏi cả nhà ơi. Mình sẽ ram thịt ba chỉ, thì mình ram sả ớt cả nhà. Còn bên này là mình ram mề gà. Cái món mề gà này là mồi của chồng mình nhậu nha. Còn bên này á, là mình làm kho mặn ngọt ngọt ăn cơm. Đây sả ớt đây cả nhà, mình sắc sẵn đây rồi nè cả nhà. Bây giờ mình chưa có bỏ vô được, một chút nữa mình tao thịt trước đã. Bây giờ mình đang sắc thịt nè cả nhà, mình sắc thịt mình tao cho nó săn cái thịt đã, rồi mình mới bỏ sả ớt vô mình tao nè cả nhà. Mình tao qua cái chảo này. Cái chảo này mình tao sả ớt xong đổi nữa mình bỏ mề gà vô sau. Mình vớt qua bên cái chảo bên này nè. Rồi mình đi sắc thịt nha. Mình tao quá cả nhà, mình tao sả mình thấy nó cái mùi của nó ngậy thơm lên rồi là ok. Là nước mũi rồi cả nhà. Đó, nó ngậy cái mùi sả lên là thôi nha cả nhà, rồi tắt bếp nha. Rồi cả nhà ơi, mình đã phi sả ớt. Nó thơm rồi, mình tắt bếp rồi cả nhà. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình tao cái thịt này cả nhà. Mua ba chỉ cả nhà. Mua ba chỉ về mình sắc theo ý thích cả nhà nha. Mình sắc dày hay mỏng gì đó tùy thích cả nhà nha. Đó, bây giờ mình tao cho nó săn. Cho nó thăng thiệt săn ý thích cả nhà đi. Rồi bắt đầu mình mới bỏ cái sả ớt này qua. Mình mới bỏ sả ớt này qua nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bắt đầu mình bỏ sả ớt vô rồi bắt đầu mình nêm nếm với cả nhà. Mình nêm nếm theo ý cả nhà, nhưng mình là nêm xíu mắm nha cả nhà. Rồi tới phiên anh mề gà. Anh mề gà cũng chừa lại chút sả ớt, mình làm anh mề gà luôn. Mề gà này làm lạc lạc thôi, tại để ông xã mình nhậu á nên là làm lạc lạc. Rồi đã xong nha cả nhà, xong hai món ba chỉ ram sả ớt, keo keo một tí nữa cả nhà, rồi bắt đầu là tắt bếp là mới rưới tiêu ngang cả nhà. Đây mình xay tiêu sẵn rồi nè. Đó, cái này cũng vậy luôn cả nhà ơi. Cái này cũng y xì vậy luôn, cũng tắt bếp xong rồi mới nêm tiêu nha cả nhà. Ớt này ớt không cay nên là có màu thôi chứ còn nó không có cay nha cả nhà. Rồi, ok. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.